Hey, yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Huy Lương ở đây. Các bạn đã biết thì chỉ còn vài ngày nữa thôi là chuẩn bị bắt đầu năm học mới rồi. Nên là tôi sẽ quyết định là chắt chiu những cái ngày nghỉ cuối cùng này để làm gì các bạn biết không? Đi du lịch các bạn ạ. Đi du lịch để chữa lành cái tâm hồn rách nát này của tôi các bạn ạ. Đấy, trong khi các bạn đang tất bật để chuẩn bị bút vở các kiểu thì tôi chuẩn bị đi du lịch ha. Nói chung là làm nhiều ấy cũng phải xả hơi một tí chứ đúng không? Đúng, đúng. Xem là cái chuyến du lịch này là địa điểm ở đâu và có gì thú vị thì trước khi vào video thì đừng quên là cho mình một like và một đăng ký kênh và đặt bật nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Và nhớ xem quảng cáo để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì đi du lịch của mình thôi. Let's go. Thần mua vé thôi. Sống sót trong 17 bản đồ trong một loạt hành động là không? Trong phiên hoạt động á? Là sao nhỉ? Hả? Đi tận ai tận tức là tôi đi du lịch tận 17 nước các bạn ạ. Trời ơi, dã man con ngan, tiền thì không có nhưng mà được đi du lịch tận 17 nước. Thực ra là đây là tôi đang được gọi là một cái gói đi du lịch miễn phí chứ tôi là đỗ nghèo khỉ đấy đâu có tiền. Chào anh thuyền trưởng nhá, sợ thiếu khoan á. Đây là nó gọi là gì nhỉ? Nó gọi là cơ trưởng chứ không phải là sao lại gọi thuyền trưởng nhỉ? Tiếp viên hàng không chào em nhá. Anh nhìn đây từ chiều này. Trông thân thiện thế nhỉ? Thôi được rồi, lên. Ok, để xem mà chúng ta sẽ đến đâu đây mà tận 17 bản đồ đấy các bạn. Còn cái gì đây? 5.400 km nữa. Ui, 5.400 km là chúng ta đi đâu đây? Xa vậy. Ui, cái máy bay này là rộng nha các bạn ơi. Rất là nhiều hàng ghế luôn này. Đây là cái cửa, chắc là cửa ra, cửa vào này các bạn. Ủa khoan á, sao nhiều cửa vậy? Cửa này và cửa này nữa. Đây là gì đây? Khoang buồng lái. Ai xài. Chào chú cơ trưởng nhá. Ui, đeo kính râm ngầu ta nhở, lại còn uống cà hê ơ. Thế thì chú ơi, bên này ghế là còn trống này. Hả? Đi đâu đây? Tôi đang định bảo là chú cho cháu lái cùng với. Cái gì vậy bạn ơi? Tôi chưa có bằng lái máy bay đâu, nhưng mà tôi cũng muốn lái một tí thử xem cái cảm giác lái máy bay như nào. Nào chúng ta đi đâu vậy? Ủa? Chưa gì đã qua một map rồi, từ từ. À, ổn định chỗ ngồi anh em ơi. Ủa, chỗ ngồi tôi phải ngồi cái hạng thương gia chứ lệ. Đây, hạng thương gia đây các bạn. Ơ kìa, một canh bệnh đang lan rộng trong cabin. Cái gì đây? What the hell? Ê, đừng bảo là trên này có zombie nha. Nếu bạn bị ốm thì hãy phải cách ly. Tôi không biết là có phải cách ly không, nhưng mà cái chữ đọc nhanh quá, tôi chưa đọc kịp. Khoan đã, bây giờ là mầm bệnh nó đang lây lan rồi nè anh em ơi. Ô, mấy ông anh này vừa nghịch ngu cái gì đây mà sao lại hết cả máu này các bạn ơi. Tôi chưa thấy tôi mất máu đâu các bạn. Nhưng mà mấy anh em ơi, đi đâu đấy? Cái hạng thương gia này chúng ta phải mua robot của chúng ta mới ngồi được hạng thương gia. Trời ơi, thôi rồi, tôi ngồi hạng thường cũng được các bạn ơi. Ai ho vậy? Tôi ngồi im đi các bạn ơi, ngồi ngoan vậy. Chạy lung tung làm gì, xong rồi lây nhiễm bệnh thì cơ mà hỏng hết bánh kẹo các bạn ơi, không còn sức khỏe mà đi học đâu. Đúng đúng. Đi đâu đấy? Băng qua đường. Sao máy bay nó lại đỗ ở đây nhỉ? Ở đây không có đường băng mà sao đỗ nhỉ? Ảo thật đấy. Có con gà ở đây này. Tôi bảo làm gì đây, chúng ta phải làm gì? Sao lại phải ở đây? Con gà. Chúng ta phải sang bên kia đường. Ủa, tôi đang đi du lịch mà mắc gì? À, chắc đây là cái trạm nghỉ chân các bạn ạ. À, đến một cái thành phố thì chúng ta gọi là đến đây để thăm thú xem là ở đây là ai. Tôi đánh giá cái thành phố này là thành phố không văn minh này. Đèn đỏ đâu? Sao nhưng mà khoan á, chắc ông tài xế dừng cho tôi ở ngay ở cái đường quốc lộ các bạn ơi. Nên là không có đèn đỏ, xong rồi bắt tôi đi qua đường. Ai? Đạo đức ở đâu? Hả? Thuần phong mỹ tục ở đâu? Trời ơi, chỗ này đường thì đông xe. Ui trời ơi, lại bị tông văn nữa rồi. Nên là các bạn nhớ nhé, khi sang đường các bạn phải gọi là quan sát thật là kỹ nha, chứ không là gọi là cụ đi chân lành toát luôn đấy. Ây giời. Nhanh lên. Ui ôi, bây giờ chúng 5.000+ km, bây giờ chúng ta mới đi được có 100 km mà đã họ rồi. Ôi giời ơi, lại tông nữa. Ôi, có một cái vé này, vé gì là vé VIP à? Ôi xong rồi. Mất nửa cây máu các bạn, cay thế nhỉ. Vào máy bay. Làm sao để hưu linh đây? À đây rồi, chị ơi, cho em một chút y tế đi. Ô, em đói quá. Mình có bao nhiêu vé rồi ta? Ê, mình có bao nhiêu vé nhỉ? Ê, mình có 100 vé này. Em mình mua luôn cái bánh mì các bạn ơi. Làm cái bánh mì, cảm ơn chị nha. Cộng thêm 15 máu, mua thêm lon nước nữa đây. Thank you very much. Canh thiêu không ai múc. Hả? Ok. Eo, sao được cậu ít máu vậy? Trời ơi, tôi làm một cái bánh mì và hai lon nước.
mà vẫn chưa đủ lo hay sao ấy, tôi cộng được ít máu quá. Ê tôi hình như tôi vẫn thừa tiền, tôi vẫn thừa tiền. Ê tôi đang định mua thêm một cái gì nữa để tôi gọi là cầm cự cho đỡ đói, với lại hồi lại một tí máu. Ừ, ông này nào còn có tí máu đấy các bạn. Ôi thôi hẹo luôn rồi. What? Ôi trời. Để tôi đi khám phá tiếp các bạn ơi. Ở trên này có gì đây? Trên này là một cái cửa này là cửa gì tôi cũng không biết từ đầu rồi. Chắc là cửa ra đây rồi và cabin. Đây, tôi ngồi tôi lái luôn cùng chú nhé. Chú ơi, cho cháu ngồi đây lái cùng với hành khách. Chúng ta đã trải qua một khu vực bất độ cao là sao? Trừ khi bạn thích đập vỡ đầu mình với nóc nhà. Vâng. Không khiếp. Chú chỉ cần bảo là thôi thằng này mày về chỗ mày đi, mày ngồi cho nó an tọa cho nó tao nhờ cái. Chứ còn sao chú lại phải nói lặng lè, cháu phải đập đầu lên trên này. Rồi cháu ngồi cháu cài dây an toàn đàng hoàng. Ui ôi sắp thế. Khiếp, chú lại còn nói bảo là thôi bây giờ mà cứ ngồi đây đi không sao đâu, nhưng mà tí nữa đi qua chỗ sóc là mày sẽ phải đập đầu đấy. Rồi còn 2 giây 8 giây à. Ôi chú ơi đi đâu mà hình như là đi qua mây hay sao mà nó sóc như này à chú ơi. Khiếp, cháu tưởng đi bay là đi bay trên không khí, nó không có cái gì cản trở, nó không sóc được chứ nhỉ. Sao ở trên này nó vẫn rung lắc như kiểu là đi ba đi xà thế này. Tôi nghĩ rằng mình nôn mửa. What the hell? Cái gì giáp anh ơi? Huấn luyện của gì vậy? Ê có bạn này bạn hẹo hồi sinh cho bạn này. Hồi sinh được không ta? Hồi sinh. Dù sao thì chú lần đầu tiên tôi thấy cơ trưởng lái xong rồi tự lái tự say luôn đấy các bạn. Ê mọi người đi đâu vậy? Chào mừng. Ê có một cái ông mặc đồ sô quýt game kìa. Chào mừng các bạn đã đến với đồ chơi. Đây là cầu thủy tinh. À, nếu mà muốn thoát ra khỏi đây bằng cách sống sót, bạn hãy vượt qua nó. Chịu rồi. Đối với mỗi màn, một ô rắn sẽ một ô chặn. Ok. Rồi tôi. Ủa mọi người cứ đi trước ấy. Mọi người cứ đi trước ấy. Em đi sau cũng được. Em hẹn một tí cũng được. Rồi ok. Mọi người mở đường ngay. Người thông minh, người thành công luôn có lối đi riêng nha. Là cho mọi người đi trước. Tôi không dại dày. Tôi ở nhà tôi còn mẹ già em thơ. Tôi còn phải đi học, tôi còn phải kiếm tiền. Tôi còn phải lo cho tương lai của tôi. Làm sao mà tôi bỏ mạng ở đây được các bạn ơi. Ờ được rồi, mọi người mở đường như thế là đủ rồi các bạn. Tôi đi đến đây đã. Mọi người tôi đợi tiếp. Ừ. Đấy, mọi người đi đây. Chú chết rồi. Chỗ này không vỡ. Đấy rồi. Đi tiếp đi. Đấy rồi. À cái quả này tôi nghĩ là bên trái này. Có dám cả. Ôi. Ông kia không thèm nhảy luôn mà. Ông kia không thèm nhảy luôn, tự đi, tự hủy luôn. Nào nhảy đi. Nhảy đi. Sao anh em nhát thế nhở? Tôi đoán ở bên trái. Anh em tin thôi. Đùa ở đâu ấy. Ê không chết nè. Ôi ok. Thế này là bên phải này. Phải tiếp à? Ui ôi. Xong là bên trái. Ui. Nhà làm game đúng khó đoán nữa chứ. Được rồi không sao. Kinh chắc là mới mất một mạng thôi các bạn. Thôi tôi đi hồi máu tiếp đây. Tôi được bao nhiêu vé rồi? Để xem nào, Wheeler đâu rồi? Ờ ông thấy. Đây vẫn là 181 vé. Sao lại thế nhỉ? Tôi vượt qua bao nhiêu thử thách ở trong gai như thế thôi. Anh hai vượt ngàn trong gai. Đâu rồi? Đây rồi chị ơi. Cho em xin tí lương thực thực phẩm đây. Ôi chúng tôi có bánh quy. Mua một chút bánh quy ở đây. Gì đây? Nút trên laser an ninh khẩn cấp. Ây cái gì đây? Ôi ôi. Trên này có trộm à? Ây ôi. Trên máy bay là có trộm rồi anh em ơi. Oh no. Kìa, nó qua đầu mình không? Không qua đầu các bạn. Thôi ngồi im. An tọa. Tôi ăn bánh và bánh quy. Đấy. Ui ôi cái gì đây? Thôi cứ ngồi an tọa chắc là ok các bạn ơi. Đừng có chạy linh tinh làm gì hết. Đấy. Hình như trên này là đang có một chút gọi là có một cái bọn khủng bố hay là có cướp gì đấy, nên là nó mới phải huy động cái chế độ an ninh ra các bạn ạ. Nhưng mà sao ê, còn ai sống khó sót không vậy? Còn một vài bạn các bạn ơi. Thôi ngồi an tọa đi chứ còn chạy linh tinh thì có mà hẹo hết đấy. Ê cứ từ. Nó có chạm vào mình không? Chạm các bạn ơi, không hề chạm. Đấy, đến một cái địa điểm mới là gì đây? 200 km. Ui ôi. Tại sao chúng ta lại có một hệ thống laser? Ô, cơ trưởng không biết tại sao cơ trưởng lại hỏi em là hành khách thôi mà. What the hell? Từ nãy giờ là tôi đi cái chuyến bay này là tôi
chưa nghe thấy một cái lời gọi là một lời chào và cái lời chào trân trọng nhất từ ông thuyền trưởng cũng như là tiếp viên hàng không đâu. Nhìn này, tôi thường không nhìn thấy có một cái mê cung gì ở đây. Đây là một cái khu vườn nguyện rủa họ, có những con ma ở trong đó. Thế thôi, có ma thôi, em không vào vậy. Tôi sẽ đi qua cái này nếu như bạn ít nhất một vài đèn pin. Đâu, lấy đèn pin à? Đây. Đâu ai? Sao không lấy được đèn pin? What the hell? Ok, có đèn pin rồi. Đâu ma đâu? Bé nhỏ đến giờ tôi chỉ sợ người, tôi không sợ ma. Cái thời buổi bây giờ ma mãnh lo là cái gì đâu, đúng không? Đúng, đúng. Người mới gọi là đáng sợ các bạn ạ. Lòng người ghê lắm. Không có gì đáng sợ hơn là lòng người các bạn ạ. Nhưng mà ở ngoài kia cũng có rất là nhiều người tốt đúng không? Ở đâu chả có người này người kia. Ê, mấy con ma đấy á. Ê, một con ma nhìn trông con tèo vậy. Ma ơi. Úi xô, không ăn thua, không ăn thua. Ai à, nó đánh tôi các bạn ơi. À, nhìn trông nó không ghê đâu nhưng mà nó đánh người. Ê, ma đánh người nè. Tôi gọi mấy ông thầy cúng ở đây tôi trừ tà ngay. Nhưng mà tầm này tôi đang đi du lịch rồi nên khả năng mấy ông thầy cúng không đến được các bạn ơi. Ủa, đây là giờ sao ra đây? Ê, lối ra ở đâu vậy? Tôi cứ đi theo mấy ông kia tôi cũng chịu, tôi không biết được. À đây rồi, có lối ra đây rồi. Ok là. Rồi, lại lên chuyến bay tiếp các bạn ơi. Lên vào máy bay. Hãng hàng không GVA xin trân trọng thông báo quý khách ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn và tận hưởng chuyến bay. Xin cảm ơn. Xin nhắc lại, đây là cơ trưởng Wheeler. Đấy, nó phải như thế chứ. Cái ông kia ông còn không vào gọi là chào hành khách luôn mà. Không phải là còn đi hỏi ngược lại hành khách nữa thì tôi chiều. Cất cái đèn pin đi. Ôi, nó còn cái thằng kia đánh tôi hơi đau rồi đấy. Tôi phải đi mua tiếp một chút gọi là đồ ăn tiếp tế. Tôi hồi lại một tí máu đi các bạn ơi. Làm sao ngày thực đơn ngày hôm nay vẫn là bánh quy. Vẫn là bánh quy các bạn ơi. Bây giờ chúng ta có mùi rất hôi trong cabin của tôi. Hôi thì anh phải dọn đi, anh dịch vụ thế nào thế? Đánh giá không sao. Thì anh có thể giúp tôi. Ồ không, mùi hôi đang thu hút tất cả chất nhờn. Úi dồi ôi. Ông nào nôn mửa ra đây vậy? C3. Giờ sao đây? Nhanh lên dọn dẹp cabin trước khi bị chắc là nhiễm bệnh các bạn. Ôi ôi. Đi máy bay rồi bắt hành khách rồi dọn dẹp. Chịu rồi. Thế các chị tiếp viên hàng không đứng đấy để làm gì? Đứng đấy làm cảnh à? Hả? Ôi cái bộ y tế nó mất 25 Robux. Ê, lấy chổi đâu vậy? Ông này ông không làm đi đâu. Ông đi vào đây làm cái gì? Còn cái ông cơ trưởng này nữa, ông bật chế độ tự lái xong ông ra ông dọn đi. Đâu rồi cây chổi đâu cho tôi quét với. Alo. À đây chổi đây các bạn. Hay giỏi ơi. Đúng à, đi chơi miễn phí là ông chỉ đến thế đấy các bạn. Quét cùng nhau nè. Đó. Trời ơi. Đi chơi miễn phí, đi chơi không mất tiền. À, cái sở lam chạm một người là đau nha các bạn. Nào nó bị ngứa đấy. Ui, hello, chào em. Ui, đáng yêu dê. Cầm chổi mà quét đi chứ còn chạy lung tung làm cái gì. Thôi được rồi, trẻ con này không cần làm cũng được các bạn ạ. Ưu tiên phụ nữ có thai và trẻ em đang cho con bú. What? Ưu tiên trẻ nhỏ có thai. Yeah, không, đó là cái gì? Thôi kệ đi. Lần sau sẽ bớt bẩn đi, ok nha. Ưu tiên phụ nữ và trẻ em, ok. Phụ nữ có thai và đang cho con bú và trẻ em. Ôi ok, à người già nữa, đúng rồi đấy, ưu tiên. À tôi tóc bạc, tôi người già, tôi ngồi đây các bạn ơi. Đầu tôi bạc hết rồi đấy. Tôi là người già các bạn. Ok. Lại cầu kính nữa. Ủa sao tự nhiên cái gì mà máy bay nó tối om này các bạn ơi. Xong nó còn nhấp nháy. À mấy ông kia. Thì ra là nhấp nháy là do mấy cái ông này ông mới chiếu đèn pin thì nó mới nhấp nháy như gọi là trong club ấy các bạn ơi. Cái gì kêu vậy? Gì mà vỡ ghê vậy? Ê, có cái ghế gì đây nhìn trông lạ vậy? Thôi ngồi đây đi các bạn ơi. Ôi trời ơi, cái gì đây? Bức tượng ghế mặc định. Đặt lại. Ui. Lấy giờ tôi không biết luôn mà. Tôi từ từ. Đây tôi ngồi đây tôi. Ái xa. Ngồi vắt chân cực kỳ là oách luôn đây chứ. Xem sáng tạo này là cái gì đây? Ui trời. Trông yểu điệu thục nữ vậy? Hoa sen là sao? Ngồi khoanh chân như này luôn mà. Đầu gối. Ui trời. Chịu rồi. Tiệc disco bất ngờ. Yeah. Tôi vừa mới nói là đi club xong rồi. Bây giờ nó lại có cả cái tiệc disco ở đây các bạn ơi. Oh yeah.
anh em lên. Từng tực từng tực từng tực từng tực từng tực. Hey, hãy nói với tôi rằng cái gì đấy? Disco fan San Francisco em bé. Ủa gì vậy? Mà sao cái gì đấy? Lúc đầu là 5.400, sao bây giờ đã lên 5.800 km là nào vậy? Sao đi càng ngày càng xa thế? À tôi phải ăn một tí đồ ăn đi, tôi hồi lại máu một tí đây. Ôi giời ơi, về chuyến bay lại bất ổn quá các bạn ơi. Ủa chuyến bay miễn phí không khác. Ôi giời, sao tôi ngồi này, tôi ngồi mặc định chỗ đó. Tai nạn này là sao? Tai nạn này là sao? Tôi xem cái những cái dáng ngồi tiếp theo đó là cái gì đấy các bạn. Em sao để kéo được cái dáng ngồi tiếp này? Kéo xuống. Không kéo được, cay thật. Chúng ta bắt đầu đi đâu lỡ này? Hả? Trại quân đội. À, vậy là chúng ta sẽ đi khám phá một ngày làm quân đội nha các bạn. Vì vậy các bạn có muốn trở thành một phi công chuyên nghiệp không? Có anh ơi, em muốn trở thành phi công nhưng mà tôi nghe nói là phi công là làm lắm tiền lắm đấy. Em làm được mà, we can do it. Nếu mà có thể thì bạn hãy hoàn toàn khóa học đào tạo quân sự này. Được anh ơi, tôi nghe nói là làm phi công lắm tiền lắm các bạn ạ. Nếu như tôi thi đỗ cái lần thi phi công này, khả năng tôi nghỉ làm YouTube. Ấy ạ. Ê, cái này là lava hả? Không, nhờ tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ làm YouTube, nhưng mà thay vào đó tôi sẽ quay vlog các bạn ạ. Đấy, tôi sẽ quay vlog là một ngày của thuyền trưởng cơ trưởng Wheeler sẽ như thế nào ấy. Xong rồi tôi sẽ quay các chuyến bay cho các bạn đấy. Được của nó đấy. Ui giời, đây là phi công huấn luyện dễ này hả các bạn ơi? Tưởng thế nào, anh gặp đúng chùm parkour rồi. Đấy, em chạy một phát qua ngay. Đây. Úi xồi, nhảy ở đây đúng không? Đi vào đây đúng không? Xồi ôi, ơ kìa. Ơ đi đằng nào vậy? Ê, tôi chết rồi tôi. Làm phi công mà không xác định phương hướng được như này là phế rồi. Hỏng rồi. Ê, sao lên đấy? Sao lên nhỉ? À đây có đường lên này. Trời ơi. Ôi cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì mà mất máu vậy? Khoan đã. Ai? Ai anh ơi? Em đây. Bạn đã chết mất tôi. Tôi đang đi du lịch mà. Tôi về với mẹ với em tôi. Để từ từ tôi mua robot này. Không đủ robot các bạn ạ. Ôi giời ơi. Thật. Rồi ôi, tại sao tôi lại bỏ mạng ở trên cái ngựa muốn làm phi công mà làm cái giày. Ờ các bạn ơi, khả năng là tôi không phải sinh ra để làm gọi là phi công rồi các bạn ạ. Nên là tôi huấn luyện tôi tạch rồi, nên là tôi vẫn sẽ làm YouTube và tôi vẫn sẽ chơi game và tôi vẫn sẽ quay những cái video thú vị cho các bạn xem các bạn ạ. Nên là nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên là cho mình một like và muốn đăng ký kênh và đặc biệt là bấm nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Và các bạn muốn mình chơi game gì thì bình luận bên dưới và nhớ là xem quảng cáo nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Peace.